dạ. Nhà ngon đấy. 3.5 à chị? Nói chung là các cao thủ toàn tay chiêu cả nhỉ. Bên kia ba ông tay trái. Thận một tay. Vẫn bơ gà. Nó mơ gà gì vậy? Vẫn bơ gà. Chồng đấy, mơi gà. Chồng là cái đồng chí ăn dầu ấy hả? Vâng. Trẻ trai vậy. Kéo đó nhỉ? Chắc cá kéo cho chồng kéo. Ủa, lấy cho một cái khăn lau các anh ạ. Ai xong rồi khăn sạch không? Khăn sạch ấy. Hôm qua đi với cường đô la cả đêm mãi mới về. Ngủ nào được, ngủ được cái này. Qua chú cường đô la đi đưa về mãi không thấy về nhà. Qua mà ngủ được.